Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hai ngày tới, không khí lạnh dần suy yếu, tuy nhiên thì ở trên mực cao còn duy trì trường phân kỳ, nên vẫn sẽ xảy ra tình trạng ít mây. Về đêm và sáng thì nhiệt độ giảm sâu, chỉ ở ngưỡng từ 9 đến 12 độ. Riêng tại vùng núi là chỉ từ 5 đến 8 độ. Sau đó vào ban ngày thì trời có nắng ấm, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Đến ngày 1 tháng 2, nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tại một số nơi thuộc Lai Châu, Điện Biên ít chịu tác động của không khí lạnh. Vì vậy mà nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 28 đến 29 độ. Với các tỉnh miền Trung Bộ trong 2 ngày tới do không khí lạnh suy yếu, vì vậy mưa tại khu vực này sẽ giảm nhanh về diện vài nơi. Nhiệt độ tăng nhẹ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ ở Bắc Trung Bộ. Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Sau đó, khoảng ngày 1 tháng 2, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, nên tại các tỉnh từ Quảng Ngãi xuống tới Ninh Thuận sẽ có mưa, mưa rào. Sau đó thì mưa có thể tiếp tục tăng hơn trong khoảng ngày 2 tháng 2. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 2 ngày tới, thời tiết khá ổn định, phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 25 đến 28 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và khoảng từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Sau đó, từ khoảng ngày 1 tháng 2, cũng do tác động của nhiễu động gió đông, nên mưa có thể xảy ra rải rác vào chiều tối. Cục bộ có điểm mưa vừa kèm theo dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trong ngày 30 tháng 1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đó thì do không khí lạnh suy yếu nên gió trên các vùng biển này sẽ suy giảm dần xuống cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, khu vực Nam Biển Đông sẽ có mưa rải rác. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 29 tháng 1 của Đài truyền hình kết số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.